Mỗi khi Út đi vô trong này á thì Út thăm bên kia, Út thăm qua, nhưng hôm nay thì Út đi thăm ngược lại. Tại hồi nãy đi cái đường ở bên kia thì ông anh đang tưới vào cái vườn, Út né né Út đi cái đường mấy bên này cho nó đỡ ướt. Đây thì bây giờ cũng tới địa điểm cái bẫy đầu tiên, còn cũng như cái luồng bẫy này hôm nay thì của mình có 24 bẫy nha cô chú anh chị. Nhưng bẫy gắn miền quê cũng không quên phải lời chào và lời chúc sức khỏe đến bà con mình qua màn ảnh nhỏ. Cái bẫy đầu tiên thì đây, hình như là ông thấy con chuột nó mới tung tăng hay gì thì phải. Đúng rồi, cái này chuột vẫn còn. Cái luồng bẫy này chiến kỳ trước nữa thì ốc thăm khi bằng chúng đậm mùa khô, mà tính ra hôm đó ốc bỏ lại mấy bẫy rồi bị dặm hết, bị mấy em mũi thính dặm hết bẫy. Mà còn lại 19 bẫy một thăm cái đợt đó 4 ký mấy, còn chiến vừa rồi thì chỉ có 3 con thôi. Nhưng mà 3 con trong khi đó thì đồ lớn không à cô chú anh chị, không biết chuyến kỳ này thì như thế nào, có cái clip hay là không. Như cái bẫy của mình bên này, nhưng mà ở đây thì Út đi vừa đi vừa gà chứ không thôi sụp. Và cái cảnh đường mương bẫy thì còn nhưng mà sao thấy nhẹ quá. Bẫy còn, chuột cũng còn luôn. Còn cũng như cái nền chỗ này thì Út thăm 2 chuyến nó chạy 3 con, nhưng mà 3 con hổ hành chưa còn xứng đáng. Hôm nay đi vô có hên làm 7 con nữa hay là không. Chuyến vừa rồi dạch ra phần cúng thật trời. Chứ cái này ốc thấy con chuột còn mà sao dòm trên cái bẫy nó cũng bóng bóng vậy. Làm kèo nhìn cái bọc nó chiếu hồi quang, chuột mình vẫn còn. Khu này có 3 bẫy nhưng mà hôm nay thì Út mới vô là Út quyết định là Út rút nha. Cái bẫy này thường khi thì ăn mấy cái dấu giò, còn phân đó thì gấp này. Đó, con này thì khá là tê. Đòi bịch lúa ra đầu này cũng phân nữa nè nha. Nhưng mà em nó thì đây, cho cô chú anh chị mình xem. Đó. Em nó nằm tê là tê. Còn như cái bẫy này, hỏi sao mà quyết định nó rút. Đây. Đó. Anh em rất chuyên nghiệp. Cái bịch lúa của mình thì dấu hiệu. Đây, con chuột chưa nhâm luôn. Còn đây nè, cái con chuột nè cô chú anh chị mình coi nè, nó nén qua một bên, nằm một bên một mà sát kẹt luôn. Hồi nãy bịch lúa thì cũng vậy. Cũng như cái này thì hồi nãy đi vô mà nó nằm sai vị trí đó. Rồi thôi, hôm nay thì Út quyết định là Út rút khu này nha. Vẫn chạy nhưng mà Út rút chứ không phải ấy. Tại vì nghe chăn chuột cái nền này là tính ra anh em huynh đệ ăn của Út hết mấy con rồi. Dột ngồi đây có tiến hành bắt cái con này ra, trong khi đây em nó ra tiếng đó bà con. Tại khu này thì giờ còn có 2 anh em, lúc trước thì 4-5 anh em đặt lần. Út bắt rồi sẵn vệ sinh mấy cái bẫy này luôn, đem đi chỗ khác mình chiến. Rồi sau coi có lắng lắng xuống im im thì Út sẽ đem Út đặt trở lại nha. Im quá xá là im, nhưng mà gặp phải anh em chơi không im. Gà dằn túi nó cưng. Một đống trùng ngụm coi nè, lúa nè, bọc nè. Còn con nào nữa không? Được coi
tại vì cảm thấy nó nặng lắm rồi. Nó thả ba cái bọc gác vô, nói chung ra đổ ra cái bẫy cái hết hết có biết không, tại vì những cái mà kêu bằng nó dính mà dèm thấy ít ít á, rồi Út cũng làm miếng vệ sinh, Út để đại. Hôm nay dụng cái quá sức tưởng tượng. Trời ơi, hay thiệt chứ. Rồi thì tạm thời Út xin ốp máy về đất, khi nào tới địa điểm thì Út sẽ quay và chia sẻ tiếp. Thì ở đây mình có hai bẫy thôi nha cô chú anh chị. Rồi giống cái to không mình đó quá vậy. Nó kìa tiếng. Nó kìa. Đó, cái bằng đó. Rồi. Có. Ui. Chào các bạn. Này lên. Mình là Tiến. Em chờ người ta không biết em à. Cái bẫy này thì có chiến cũng chạy được hai con hô ngựa, lục mè đồ cũng có đầy đủ hết trơn nha cô chú anh chị. Sao hôm nay xẹp lép vậy? Ờ gì nhưng mà bẫy vẫn còn. Mở thôi. Đặt gì hở gì cao vô lại cả. Đặt có bẫy gì à? Anh đặt khỏi bẫy đâu hả gì? Bữa hôm anh đặt kỹ lắm mà Tiến. Chuột vẫn còn hả? Chuột con thì phát luôn. Đây. Rồi sửa lại giùm anh luôn. Ở đây thì mình còn có một bẫy thôi. Hai bẫy mà đi vô cái đầu thì trượt rồi. Còn cái bẫy thứ hai. Ừ thăm luôn đi. Thơm lắm. Kệ có hôn ngựa cũng được nè. Có là quý à. Phần bọng gì cơ. Còn sống không? Vẫn còn hả? Ba cái bẫy này thì chiến đầu tiên thì mình cũng dính được một con. Còn chiến này thì không biết như thế nào. Có hay là không? Đây một bẫy. Rồi một hồi lội qua tốt bên kia hai bẫy. Ngập nước không ta? Sao không nhìn được thấy cái mi cỏ nước lên như cũng cao cao mà không biết có ngập hay là không nha. Rồi cái bẫy nó bị ngập rồi bà con ơi. Cái này mình phải nâng lên chút đỉnh mới được. Hiện tại ở đây thì Út có ba bẫy, nhưng đi vô hai cái bẫy đầu tiên thì trượt. Còn cũng như cái này thì có người Út không có quay. Đây nè, cũng dính được hai con hô hành. Đây, em nó mới ổn chuột ghê ghê quá. Đều chuyển cái đầu này nha. Đó, hai cái đuôi ở đây. Con chú Dượng đang ở trong rồi thôi. Út đem ra ngoài này, mượn em nó bắt ra giùm. Dở thế nó nặng nặng. Tính đầu vô rồi. Ai nhờ là tính đầu vô gắn bự nha cô chú anh chị. Ai nhờ nó chạy hai con gắn nè. Đi tay đâu chụp. Ra đi cứng. Rồi em gãy hôm không sát nè. Nó chọi cái đầu dưới kìa Tiến. Tệ quá. Chỉ với cái hôm anh có làm sát đâu. Rồi cái bẫy này, cái bẫy này của ông đệ anh này. Hôm không sát. Bẫy này của ông đệ anh. Để thừa. Em chút lên á. Ý trời, chút xíu nữa. Nè. Rồi gắn bự. Ừ. Con bự nhất bữa nay. Bậy rồi. Con này bự nhỏ hơn. Đẹp đậu luôn ghê, 8 ly. Cứ 8 ly mà. Thôi em bắt gắn tệ quá tệ. Vậy chứ nó ra. Em chút cái đầu ngược lên nó mới ra. Rồi, chút mạnh thắng coi. Không có, chút cái đầu này nè. Em chút kiểu đó còn. Dạ. Gì cho mau. Em. Cái này. Đó, con này bự hơn hai vợ chồng. Mới lớn gì mà cũng tập. Tiếng này nè, em cầm đang quăng. Rồi, bỏ vô luôn.
Chứ anh có con tay đâu có lấy được. Kệ. Gắn lớn thì ít con, gắn nhỏ thì nhiều con nha cô chú anh chị. Nè bánh gá. Sáng ừ. Chưa có con gắn nghe một hành nước bài. Đến giờ này thì Út cũng được là 3 con nha. Như cái khu hầm cá ở đây thì Út có 27 thôi cô chú anh chị. Rồi, nhìn thấy ham quá. Nhưng mà hai cái bẫy này thì hôm nay Út sẽ đi vô Út rút luôn nha. Ngay chàng chỗ em nó đứng một ở đó một bẫy. Cái gì vậy? Cái gì mà nhìn ngó? Cái bẫy của tôi. Kệ người ta đây. Đúng rồi. Cái bẫy chỗ này thì mình có dính rồi nhưng mà xài không được. Thấy hình như có gậy hôm nha. Hả? Ồ, cái này vẫn còn chuột. Từ hôm bữa đặt tới nay là mình cũng thăm đâu 3 chuyến rồi. Mà nó chạy con hổ ngựa xíu xiu. Hôm nay rút cây nó có cái con gì khác ngoài cái con hổ ngựa đó hay là không? Màu xanh hy vọng thì vẫn còn, nhưng mà cái bẫy thấy hình như nó lắc lư đây nè, không xong rồi. Cái này còn chuột là vui rồi. À, chuột vẫn còn. Và hiện tại thì ở đây cũng còn một bẫy thôi cô chú anh chị, cái bẫy cuối cùng của chuyến thăm hôm nay. Cái nền chỗ này ở cưng bụng quá, nhưng mà hai chuyến nào cũng ngập nước hết trơn, không biết chuyến này thì nó ra sao thôi. Chuyến này có hiệu quả hay là không? Rồi chuyến này thì hai chuyến còn nước ngập, chuyến này thì ngập nước. Đây thì bây giờ cũng tránh lòng mất thời gian cô chú anh chị, đây mấy cái bẫy ngập nước nãy giờ rút nè. Còn hôm nay thì mình cũng được 3 con, nhưng mà đặc biệt là 3 con hổ hành không nha cô chú anh chị. Đó. Thì lúc này mùa này thì cứ quay kiếm cái clip ngắn gửi đến cô chú anh chị mình thôi, chứ kinh tế thì thua. Rồi thì bây giờ ở bên kia người ta cũng ca hát quá, thì cho Út xin kết thúc clip ở đây ha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình clip lần sau.